Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Bên lề hội nghị an ninh Munich, các ngoại trưởng nhóm G7 đã nhóm họp để thảo luận về tình hình xung đột Ukraine và một số vấn đề cùng quan tâm khác. Theo Bộ Ngoại giao Đức, cuộc gặp của các ngoại trưởng G7 nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của các nước đối với Ukraine trước thời điểm đánh dấu một năm xảy ra xung đột với Nga. Ngoài vấn đề Ukraine, các nhà ngoại giao G7 được cho là cũng thảo luận về tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Cũng bên lề hội nghị an ninh Munich, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc gặp với người đồng cấp Đức và Ba Lan. Cùng ngày, Thủ tướng Anh cũng đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh sức mạnh của Liên minh Anh-Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine. Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Phó Tổng thống Mỹ. Liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. Tại cuộc họp báo chung bên lề hội nghị an ninh Munich, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng. Theo nhà ngoại giao Mỹ, dường như tên lửa đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản. Cùng chung quan điểm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi khẳng định động thái của Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và cộng đồng quốc tế cần có hành động cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Trước đó cùng ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa ra vùng biển phía đông và tên lửa đã bay được khoảng 900 km. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa đạt độ cao khoảng 5.700 km và có thể đã rơi xuống vùng EEZ của nước này. Phía Nhật Bản đánh giá tên lửa có thể đạt tầm bắn 14.000 km. Tính đến hết ngày hôm qua, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 46.000 người, trong khi công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục được thúc đẩy với hy vọng sẽ có thêm phép màu để tìm thấy người sống sót dưới các đống đổ nát. Hiện nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số người thiệt mạng do động đất ở nước này dự kiến sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới, khi đã có khoảng 240.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đổ sập và rất nhiều người vẫn còn mất tích. Các đội cứu hộ vẫn đang tích cực chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm thêm nạn nhân còn sống sót sau thảm họa. Đáng chú ý, hôm qua, lực lượng cứu hộ đã cứu được 3 người, trong đó có một trẻ em ở Antakya sau 296 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, các tổ chức viện trợ cho rằng những người sống sót vẫn cần được giúp đỡ trong thời gian tới do nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều bị phá hủy. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ và 400 triệu đô la Mỹ cho người dân Syria. Năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với kinh tế toàn cầu khi các chính sách tài chính không chắc chắn, trong khi xung đột địa chính trị đang cản trở tốc độ phục hồi sau đại dịch COVID-19. Cảnh báo này vừa được các chuyên gia kinh tế của Liên Hợp Quốc đưa ra ngày hôm qua. Ông Hamid Rashid, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Liên Hợp Quốc, dẫn báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2023 của Liên Hợp Quốc cho biết, tăng trưởng sản lượng thế giới được dự đoán sẽ giảm tốc từ mức khoảng 3% năm 2022 xuống còn 1,9% trong năm 2023. Các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ được dự đoán chỉ tăng trưởng 0,4%, trong khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ đạt 4,8% trong năm 2023. Điều này cho thấy nền kinh tế vẫn chưa thể bước sang thời kỳ phục hồi ổn định. Chuyên gia kinh tế của Liên Hợp Quốc nhận định, một trong những thách thức lớn đối với các nước là lãi suất và chi phí vốn trên toàn cầu có thể tăng cao. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đầu tư, dòng vốn và ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng chung. Nếu tìm kiếm nhanh trên kho ứng dụng có thể bắt gặp các ứng dụng với tên gọi AI Chatbot GPT, AI Chatbot Smart Assistant, Pocket AI Chat, BOT Chat, AI Tools. Thật dễ dàng để sở hữu công cụ chatbot siêu trí tuệ nhân tạo. Và đây cũng chính là những cạm bẫy lừa đảo mới của tội phạm mạng. Tất cả chúng ta cần phải luôn nghi ngờ với bất cứ điều gì đọc được trên mạng. Đây là cảnh báo được công ty tư vấn an ninh mạng QuickSecure đưa ra trong bối cảnh các chatbot AI như ChatGPT có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ bị lừa đảo trực tuyến. Theo công ty an ninh mạng QuickSecure, khả năng truy cập dễ dàng vào ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ tương tự khác có thể giúp việc tạo ra các văn bản hoặc email lừa đảo dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra một số cách sử dụng độc hại đối với các ứng dụng chat phổ biến, chẳng hạn như ChatGPT. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn nhắm tới đối tượng cụ thể là ChatGPT trong nghiên cứu này, nên đã sử dụng một mô hình tương tự.
chúng tôi đã sao chép một số văn bản từ Wikipedia và các bài báo trên Internet về một số vấn đề nóng hiện nay. Sau đó chúng tôi yêu cầu mô hình chatbot AI viết một bài báo với thông tin không đúng sự thật và nó làm khá tốt. Kết luận là rất dễ để đưa ra luồng thông tin sai sự thật thông qua các chatbot AI. Các thử nghiệm của WithSQ tập trung vào việc sử dụng AI để tạo ra các văn bản độc hại như tweet troll, tin giả, tấn công lừa đảo hay các trò gian lận như thử thách Typeport, một thử thách lan truyền trên YouTube cách đây vài năm, thách thức trẻ em ăn những hộp đựng chất tẩy rửa giống như kẹo, bất chấp nguy hiểm. Họ có thể tạo ra một loạt các tweet, bài đăng và phản hồi cho thử thách Typeport và khuyến khích nhiều người tham gia trở lại. Nói dễ hiểu, bạn có thể tạo ra một bài đăng gốc, rồi tạo ra các bài tương tác, các bình luận, dựng lên một câu chuyện nhìn có vẻ như rất hợp pháp, rất thật, nhưng lại chẳng có ai tham gia vào ngoài chính bạn. Từ những gì thu được sau các cuộc thử nghiệm, WithSQ cho biết văn bản do AI tạo ra dù tích cực hay tiêu cực cũng sẽ sớm trở nên phổ biến và càng ngày sẽ càng khó có thể xác định được nội dung độc hại hay sai sự thật. Do vậy, công ty khuyến cáo người dân nên kiểm tra các thông tin đã đọc, xác minh các thông tin một cách chính xác. Các chuyên gia cũng cảnh báo ChatGPT có thể được sử dụng trong các hoạt động tội phạm trên không gian mạng. Sau khi ChatGPT xuất hiện, một số hacker đã lợi dụng khả năng viết code của chatbot này để viết các phần mềm lừa đảo nhằm tấn công và thực hiện ý đồ đánh cắp thông tin. Đáng sợ hơn, ChatGPT có thể tận dụng chính những dòng code mình tạo ra để tiến hành các phương thức lừa đảo tinh vi hơn. Với ChatGPT, những cuộc tấn công phishing lừa đảo, các email, tin nhắn lừa đảo cũng sẽ trở nên khó lường hơn khi ChatGPT có thể soạn nội dung cá nhân hóa theo từng thông tin của người nhận, khiến người dùng sẽ hoàn toàn mất khả năng phân biệt những nội dung có nguy cơ. Trước những mặt trái của các công cụ chatbot AI, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng cần tỉnh táo để bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế cung cấp các thông tin liên quan đến công việc, các dữ liệu riêng tư cho những ứng dụng này. Hôm qua, lễ hội voi Sayabuli lần thứ 16 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Sayabuli, Bắc Lào. Đây là lễ hội cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm giúp người dân và du khách hiểu hơn về voi, loài vật gắn liền với đời sống của người dân Lào trong nhiều thập kỷ qua, qua đó giúp nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người quan tâm hơn tới công tác bảo tồn loài vật hiền hòa này. Lễ hội voi năm nay có sự tham gia của 75 con voi đến từ các huyện của tỉnh Sayabuli với 19 tiết mục biểu diễn như thượng cờ, đá bóng, chạy tiếp sức, phi tiêu, bóng rổ, vẽ tranh, kéo co, chạy thi, múa lăm vông hoặc biểu diễn một số kỹ năng theo lệnh của huấn luyện viên đã thu hút hàng chục vạn du khách trong nước và quốc tế. Lễ hội voi đối với người Lào có sức hút đặc biệt bởi nó gắn liền với đời sống văn hóa và tên trước đây của đất nước Lào. Thông qua việc tổ chức lễ hội, người dân Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ hiểu thêm về truyền thống của đất nước, hiểu được ý nghĩa của cái tên Lạn Sạng. Việc tổ chức lễ hội voi không chỉ nhằm tiếp tục giữ gìn, bảo tồn những nét đẹp phong tục tập quán của nhân dân các dân tộc Lào, mà còn giúp nâng cao nhận thức bảo tồn loài voi, đồng thời thu hút đông đảo du khách, đem lại thu nhập cho người dân. Được xem là thủ phủ của loài voi ở Lào, hiện trên địa bàn tỉnh Sayabuli có khoảng trên 200 con voi nhà và hơn 50 voi tự nhiên. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan bảo tồn voi châu Á để triển khai các biện pháp phù hợp nhằm bảo tồn và phát triển đàn voi. Hôm qua, công viên giải trí Super Nintendo World tại thành phố Los Angeles, Mỹ đã chính thức mở cửa đón khách tham quan. Đây là công viên theo chủ đề thế giới game của Nintendo đầu tiên tại Bắc Mỹ và là công viên thứ hai trên toàn thế giới sau khi cơ sở đầu tiên được khai trương tại Nhật Bản vào năm 2021. Super Nintendo World được công ty Universal Studios Hollywood xây dựng dựa trên trò chơi Super Mario, trò chơi điện tử mang tính biểu tượng của thế giới game. Tại công viên, khách tham quan có thể lần lượt nhập vai tất cả các nhân vật trong thế giới Super Mario, cùng băng qua thế giới đường ống trong Super Mario Bros, chạy đua trong Mario Kart hay dạo chơi trong Vương quốc nấm. Các tour tham quan vòng quanh công viên được kết hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường, giúp du khách có những trải nghiệm sống động và chân thực nhất có thể với các nhân vật biểu tượng trong game như Mario, Luigi và Công chúa Peach. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.